Hello mọi người đã đến với kênh YouTube của Sang. Video ngày hôm nay sẽ là tạo phong cách cho những bộ trang phục cũ của mình. Trước tiên thì cho mình chia sẻ là hiện tại ngân sách làm YouTube của mình thì chưa được nhiều để mà có thể mua nhiều quần áo về để quay video phối đồ cho mọi người coi. Thì tạm thời tập này mình sẽ lấy những bộ trang phục cũ của mình có ở nhà để tạo phong cách cái kiểu nha. Nếu mà có quê mùa hay là có phối đồ nó trật chỗ nào thì mọi người có thể góp ý cho mình để mình đọc ghi nhận và nếu được thì mình sẽ chỉnh sửa lại. Không biết các bạn cảm thấy thế nào chứ Sang thấy là video này đúng kiểu là có nhiêu chơi nhiêu, nhà có gì làm nấy. Thì thôi, mong các bạn là sẽ không chê kẻ nghèo hèn này mà sẽ đón nhận nó một cách nhiệt tình tại vì mê phối đồ á mà. Thì ở đây mình sẽ có 10 món đồ. Bữa nay chúng ta sẽ thực hiện thử thách là phối đi phối lại trong vòng 10 cái món đồ này thôi. Nghĩa là mình kết hợp sao chỉ trong được 10 món đồ này thôi. Thì bây giờ Sang sẽ bắt đầu giới thiệu từng món đồ một cho mọi người xem là những món đồ gì, sau đó chúng ta sẽ phối lại với nhau nha. Đầu tiên Sang có một cái áo cổ lọ màu đen, thứ hai một áo thun trắng, thứ ba áo hai dây màu trắng và thứ tư là một chân váy dài xếp ly, thứ năm là một dây von màu đen, thứ sáu là một cái đầm hồng sát nách, thứ bảy là một cái đầm xanh sát nách cổ tròn nha, thứ tám áo bà ba màu xanh lá cây, thứ chín là cái áo yếm màu xanh. Cuối cùng thứ 10 là đầm đen tôn dáng. Thì tất cả những bộ trang phục mà mình vừa giới thiệu với mọi người thì tất cả mình đều được cho cả. Chỉ có cái áo hai dây màu trắng với lại cái áo yếm màu xanh lúc nãy á là mình mua thôi, còn lại là đều người ta tặng mình hết. Đầu tiên là một đầm hồng dáng chữ A, cổ thì cổ vẽ nha, cổ cao và sát nách như thế này. Thì bây giờ mình sẽ mix and match với 9 món đồ còn lại như thế nào đây. Thì video sau này không phải thử thách phối với tất cả 9 món đồ còn lại mà chọn ra cái nào phù hợp nhất để mình phối nha. Nói chung làm để cho nó đẹp mà đúng không? Ok. Mình sẽ phối cái áo thun màu trắng với cái đầm hồng này. Thì để tạo cảm giác là cơ thể mình không có bị ngắn khi mặc thêm cái áo thun màu trắng á, thì mình sẽ gấp cái áo thun này lại dạng thành dạng áo crop top nha. Các bạn thấy như thế nào? Mình thấy trông cũng được ấy chứ. Wow. Mình sẽ bỏ một chút tới đây nhìn cho nó dịu dàng chút nha. Tiếp theo mình sẽ dùng sợi dây này để làm cái thắt lưng ở eo để tạo điểm nhấn cho vòng eo nha. Thì nếu mà mình nghĩ cái đầm này nếu mà mọi người buộc thấp ở dưới vùng bụng như thế này á thì nó sẽ không đẹp, cơ thể nó sẽ bị phân khúc và làm cảm giác là chân của mình ngắn đi. Cho nên là mình sẽ buộc ở trên đây chút nha, ở ngay phần ngực này thì nó sẽ đẹp hơn. Để bây giờ mình thử nha các bạn. Mình sẽ xếp cụm dây này lại. Cái này mình làm thử thôi, người ta gọi là thử thách mà. Mình sẽ cột xéo xéo qua một bên nha, chứ mình không có cột vùng bụng này. Mình thấy dây thắt lưng mà nằm ở bên hông thì không được đẹp cho lắm nên mình xoay nó sang chiến giữa nhìn cho đẹp một chút nha. Bây giờ các bạn thấy hợp chưa nè. Tiếp theo xin giới thiệu mọi người, đây outfit này có tên là Hường Liên. Hường là màu hường, còn liên là sen. Tại vì outfit này là mình gọi nhớ đến hoa sen. Thì màu xanh này cũng như là lá, còn màu hường này là hoa sen. Thì mình phối cái áo bà ba với cái đầm này, mọi người thấy như nào, có hợp không? Cái áo bà ba này mà nếu mình cài nút lại á, thì mình cảm thấy nó không hợp. Tại vì cái cổ này nó cũng khá là cao rồi ấy. Cái cổ bà ba này nó cũng cao, cái đầm này cũng cao cho nên cài nút lại thì mình thấy không có hợp bằng cứ để như này như là một cái áo phát ngoài. Mình thấy nếu chỉ có áo bà ba với cái đầm này không thì có phần hơi đơn điệu, cho nên bây giờ mình sẽ thử quấn thêm cái khăn này ở giữa xem như thế nào nha. Thì mình cảm giác bây giờ nó giống như cái áo thứ thân các bạn, nhưng mà cái chiều dài cái đầm thì ngắn hơn một chút. Nếu mà nó dài nữa thì có thể nhìn ra cái áo tứ thân luôn ấy chứ. Nhìn có kỳ lắm các bạn. Để mình để một phần tóc ở đằng trước, mình cho nó dịu dàng nha. Lúc nãy mình quên còn một món đồ mình mua nữa, đó chính là chân váy dài nha. Chân váy này mình mua chứ không có ai cho mình hết. Thì bây giờ mình sẽ phối một cái áo cổ cao, một cái áo cổ lọ với lại chân váy dài. Vì theo nguyên lý phối đồ mình học được á là ở trên ôm và ở dưới thì xòe.
Như vậy thì sẽ tạo được sự cân đối. Có một chút tóc ở đằng trước cho nó dịu dàng xíu nha. Bây giờ thì Sang sẽ phối outfit này với cái áo hai dây này nha. Để Sang phối thử coi đẹp nha. Sang vừa có ý tưởng trong đầu. Thì cái áo hai dây này là áo crop top các bạn ạ, nên nó sẽ hơi ngắn ấy. Sao các bạn thấy sao? Mặc á. Do cái áo này là crop top nên nó khá là ngắn, để mình cố gắng mình kéo cái chân váy lên chút cho nó không bị phân khúc làm ba lớp nha. Cho nó liền ấy, như vậy thì cơ thể nó sẽ không bị phân khúc. Đó, mình sẽ kéo cho nó liền như này. Đó, bây giờ các bạn thấy nó ổn hơn chưa? Có như vậy thì mình thấy cũng ok, các bạn thấy sao? Đừng quay giọng nào. Đây, mà sao? Ý tưởng cái áo này là mình nhớ hồi xưa đi chợ mình có mua mấy cái áo mà kiểu như người ta làm miếng vải hai dây đằng trước nè, người ta may liền nha chứ không có rời rạc như này. Thì mình nhớ lại thì mình phối thử coi như thế nào. Nhìn cũng ok phết đấy chứ. Tiếp theo là cái áo yếm màu xanh này, mình không biết nó có hợp không nữa nhưng mà mình vẫn muốn thử các bạn ạ. Mình mong là nó sẽ hợp. Thử nha. Không hợp thì mình cởi ra thôi chứ đâu có chết. Mong là hợp nha trời. Mình nghĩ mình bỏ áo vô thùng thử xem sao. Cởi con rít ra mới bỏ được. Thôi con chút tụt quần hay không? Nắm kịp đi, không ấy là tụt cái váy rồi. Các bạn thấy hợp không? Mình lại gần xem phải nào. Nhìn nó cứ kỳ kỳ như thế nào ấy. Nhất là cọng này nè, cọng kỳ kỳ vậy trời. Nói chung so với cái áo trắng nãy thì nó không có hợp bằng. Bây giờ thì Sang sẽ thử mặt ngược nó nha. Bây giờ thì Sang sẽ thử mặt ngược nó xem sao nha. Nó nhìn cũng ok nha. Nhưng mà để mình quay lại đằng sau mấy tiếu này. Đó, các bạn thấy có hài không? Nhìn nó cứ kiểu đâm bang ấy nhỉ. Có đâm bang không? Tiếp theo là mình sẽ phối cái áo cổ lọ này với cái đầm này nha. Bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Mình sẽ trồng cái đầm này vô trước kìa. Xong rồi bây giờ mình sẽ cởi cái váy trong ra. Nhanh gọn lẹ. Đó, các bạn thấy ok không? Cũng hợp phết đấy. Cũng hợp y như là cái áo hai dây trắng phối với cái áo nào, với cái áo cổ cao này vậy. Khoan, ở đây mình quay không được. Wow, trông cũng rất chi là hợp. Mình nhận thấy là nó hợp rồi, nhưng mà nó không có đường eo các bạn. Sẽ cảm giác mình mập hơn. Cho nên là mình sẽ dùng cái cọng dây này để tạo vòng eo nha. Tại vì mình thấy màu xanh này với màu đen nè, có đường riềng màu đen nè, kết hợp với dây màu đen này cũng khá là hợp. Gọi là tông xịt tông luôn ấy. Quá hợp luôn chứ không còn hợp nữa. Để coi. Kéo xuống nè. Để làm cho có nếp gấp. Nếp gấp nhìn nó đẹp hơn. Ok. Wow, bây giờ thì trông ổn rồi đấy. Không biết các bạn có cảm thấy như mình không, là sau khi tạo kiểu cho cái đầm này xong á, thì mình cảm thấy đầm nó không còn đơn điệu nữa và mặc vào nhìn nó sang hơn và trông giống tiểu thư hơn. Đây là đầm body tôm chén. Đầm nhưng mà nó có cái quần là jumpsuit. Mình cảm thấy cái đầm này tựa tựa như cái đầm của mấy người búa ba lê mà mình hay coi ấy. Nhưng mà mặc cái đầm này lên nhìn ok hơn ha, đẹp hơn ha. Nó cũng tôn dáng mình nữa. Thứ duy nhất mà mình có thể phối với cái đầm này đó là chân váy dài. Bây giờ mình sẽ mặc cái chân váy dài này vô để tạo ra một cái set đồ mới nha.
Đó, như vậy là ra một set đồ mới rồi nè các bạn. Ồ, sổ vai cũng đẹp luôn. Mà thôi kéo lên đi nè. À, bỏ lên chút cho dịu dàng nha. Đó là tất cả những gì của video ngày hôm nay, mong mọi người sẽ thích nó. Cũng như mình chia sẻ ở đầu video là hiện tại mình chưa có nhiều ngân sách để mua thật nhiều đồ đẹp về quay clip cho mọi người coi. Cho nên tạm thời video này mình có nhiều xài nhiều nha. Nhà có gì dùng nấy, cây nhà lá vườn, mong mọi người sẽ thích nó. Và nếu mọi người có ý tưởng gì hay hoặc là có những góp ý gì về video ngày hôm nay, ví dụ như phối đồ xấu này, quê mùa quá không đẹp, thì mọi người cứ góp ý ở đây, mình sẽ đọc, xem và chúng ta học hỏi lẫn nhau nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.